Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái dự án Aerobe có tên là Perorum.com. Cái dự án này là nền tảng của token Tron nha các bạn, của đồng coin Tron nha các bạn. Như vậy là các bạn sẽ sử dụng ví Tron Link hoặc là Tron Wallet để có thể nhận được cái token từ thằng này. Đây, các bạn sử dụng ví Tron Wallet nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình nói sơ qua một chút về cái dự án này nhé. Ở đây các bạn có thể xem cái thông tin, cái token này tổng cung là 31 tỷ token, có ký hiệu là PRD, ký hiệu của nó là PRD, công nghệ là công nghệ TRC10 nhé, Tron 10, và decimal nó là 6. Ok, đây thì đầu tiên các bạn get có thể ấn vào phần get 30 token để có thể nhận được, ấn vào phần free 30 này nhá. Sau đây các bạn chấp nhận cái lệnh. Đấy, thì đầu tiên các bạn phải cài đặt ví Tron Link nhé các bạn. Nếu bạn nào mà chưa cài đặt ví Tron Link thì có thể cài đặt nhá. Bạn nào mà đã cài đặt rồi thì có thể ấn vào luôn, tích vào luôn để có thể nhận token. Đấy, thì nếu như các bạn ấn vào phần free 30 Fridium này các bạn sẽ nhận được ngay nhé. Đây mình đã nhận được rồi, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, các bạn có thể thấy là token trả về trên ví của chúng ta luôn. Ok, tiếp theo nữa là cái form đăng ký để nhận 500 cái Fridium. Cái này thì nó sẽ trả vào ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020, đầu năm mới. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ như là Daily Mail này, follow cái trang Twitter này, ta follow và điền username này. Username chúng ta sẽ sử dụng, không cần phải sử dụng công. Tiếp theo nữa là Rewish Lab 3 Freedom và tăng 3 bạn bè. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta chia sẻ 3 bài viết của nó và tăng 3 bạn bè, 3 bài viết mới nhất của nó. Ok, khá là lằng nhằng nhỉ. Tận 3 bài viết mới nhất. Ok, thì chúng ta sẽ truy cập vào trang video của nó. Ok, bài viết đầu tiên này, ta chia sẻ này, tăng 3 bạn bè này. Đấy, các bạn tăng 3 bạn bè và các bạn nhấn retweet này, nhấn view này, ta copy đường link và paste vào đây, cách ra đấy 3 bài viết nha các bạn. Thằng này nó bắt chia sẻ rất nhiều, và mình thường thường mình ghét những cái chương trình Aerobe mà nó chỉ bắt chia sẻ nhiều về phần Twitter như thế này, nhưng mà thôi thì chúng ta cố gắng. Ở đây thì mình sẽ cố gắng review cho các bạn nhé. Bạn nào mà không thích làm thì có thể bỏ qua. Ok, ta copy cái đường link lại, paste, cắt xuống. Bài viết này nữa. Ok,
Đây, vào view ra. Copy lại paste vào. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ zoom vào nhóm Telegram rồi nhá. Nó bắt buộc chúng ta phải zoom vào nhóm Telegram này. Và nó sẽ bắt buộc chúng ta phải mời 3 bạn bè. Nó cũng khá là lằng nhằng đấy các bạn ạ. Ok, mình sẽ zone Robert đi. Zone vào. Mời 3 bạn bè, ok. Cái này làm gì có mời bạn bè đâu. What the hell. Ok, nếu không có mời bạn bè thì chúng ta mặc kệ nó, không cần. Chúng ta cứ điền lung tung hết cả lên đi. Join vào cái Discord này. Option invite cho mình. Ok, sau khi mà join vào xong các bạn điền username. Và các bạn sử dụng ví Tron Wallet để có thể nhận nha. Các bạn sẽ copy phần ví Tron Wallet của các bạn này, đây. Paste vào. Sau đây các bạn nhấn gửi. Ok, thì nó sẽ thông báo là chúng ta đã gửi thành công. Và chúng ta sẽ chờ cho nó phân phát 500 cái token Premium này về ví chúng ta nhé. Nhiệm vụ Aerobe khá là phức tạp và khá là mệt mỏi, nhưng mà bạn nào thích thì vẫn có thể làm nhé, bạn nào không thích thì có thể bỏ qua. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của mình. Hãy nhớ để lại một like, một đăng ký, comment chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.